Trời ơi mệt quá, mệt quá. Sammy đâu rồi? Trời ơi, Sam ơi. Sam đâu rồi? Cái gì vậy? Hello Sam. Sam. Trời ơi, tao đứng một cục đây mà ông thấy hả? Chuyện gì? Ôi, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Tôi mới vừa phát hiện ra một ngôi làng Hero Team y hệt như làng mình luôn. Ghê không? Làng Hero Team y chang của mình à? À, đúng rồi. Phát cái gì? Trời ơi, mini war đầy mà, trên sàn liên thông nhiều mà. Phát cái đầu bà chứ phát cái này là làng Hero Team thiệt luôn á nha. Mà cái làng này là tôi tự xây luôn, tôi nói bà biết, tôi tự xây luôn á, ghê không? Trời ơi, ai tin? Trời ơi, bà không tin hả? Không tin, ai mà tin? Mà Simmy đâu rồi? Hả? Trời ơi, Simmy đang đứng bánh cho tôi ăn nè. Trời ơi trời. Ôi, mau kêu Simmy đâu rồi đây. Tôi sẽ đưa bà ấy lại Simmy với tất cả mọi người trong làng Hero Team mình đi tham quan ngôi làng mới. Ngôi làng Hero Team do chính tay tôi tự xây ở trong game Minecraft. Ghê không? Thiệt không? Trời ai tin? Trời, hay ông cho anh tôi buổi sáng cái gì thôi thôi thôi. Trời ơi, xưa rồi cho hồi. Thiệt, tôi nói thiệt. Trời ơi, tôi mới vừa dành ra 5 tiếng đồng hồ. Tôi không ngủ luôn. Để tôi dành ra 5 tiếng đồng hồ tôi xây một cái ngôi làng Hero Team ở trong Minecraft y hệt như làng Mini World luôn, chỉ có thiếu mỗi ga Minh Hào thôi. Tại ga Minh Hào quá quá không xây dựng không xây đổi. Đúng rồi, xây liên tục 5 tiếng không ngủ không nghỉ luôn. Đúng rồi, đúng như vậy. À, bây giờ bà kêu Simmy đâu đây, tôi chỉ á, đây ra ngoài đây nè. Rồi rồi, tí tôi kêu cho sao chỗ nào. Đây, bà thấy cái hồ này không? Bình thường hồ nước thôi, có gì đâu. Bây giờ nè, bà chỉ cần nhảy xuống cái hồ thôi, bà sẽ đến được làng Hero Team phiên bản Minecraft. Ghê không? Trời trời, ai tin nổi trời. Thiệt, bà coi tôi nè, đây nè, mấy bạn fan xem nè nha. Bạn fan xem nè, chuẩn bị nè. Bây giờ nè, mình sẽ giới thiệu cho những bạn fan và Sammy thấy được ngôi làng của Hero Team phiên bản trong game Minecraft nha. Đây, theo tôi, nhìn này nha. Bây giờ chúng ta cần gọi là đọc câu thần chú. Ba la xì bùa, sớm ta nhảy xuống đây cho sẽ đến được Minecraft. Ghê không? Trời trời, sao cảm giác như ông đang cho anh tôi vậy? Thiệt. Cái gì nhảy xuống ông ba la xì bùa cái cỏ luôn. Đúng rồi, bây giờ tôi nhảy coi, trước nha. Tôi mà nhảy trước luôn hay sao? Đếm 1 2 3 là hai đứa cùng nhảy luôn. Ủa mà Simmy đâu rồi? Ok. Rồi Simmy đang làm bánh tí tôi kêu cho, đừng lo. Không sao đâu, bây giờ tôi bà nhảy xuống thôi là Sim sẽ đi theo bọn mình luôn. Ok rồi. Bây giờ nha. Luôn à. 3 2 1 vô. Ba la xì bùa. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, chúng ta đã đến được với Minecraft. Trời ơi, nhức đầu quá Phong ơi, cái gì mà bà bay đánh nhức đầu vậy? Trời ơi trời. Hai cái bà kia đừng có xem tròn nữa, ra ngoài đây nhanh lên. Đây. Ông đánh tôi cãi quá, ông đánh tôi cãi, tôi bị quay rồi nè, cứu tôi. Tào lao. Ra ngoài đây. Xin giới thiệu với tất cả mọi người. Xin giới thiệu với mèo Simmy, Sammy và những bạn fan đang xem video. Đây chính là làng Hero Team trong Minecraft. Ghê chưa? Ủa sao không làm được? Trời ơi, tôi mà cái gì mà không làm được. Đây, theo tôi. Nếu như mọi người không biết á, thì tôi hôm qua tôi đã dành đến tận 5 tiếng đồng hồ ở trong game Minecraft để tôi xây cho xong cái làng Hero Team, ghê không? Trời đất ơi, ghê. Dạ trời, tôi nhìn Phong gì mà xây xong lồi hai con mắt luôn kìa. Đúng rồi. Lồi hai mắt luôn mọi người ơi. Đúng rồi, tôi xây game nhiều quá nó mà hai con mắt tôi nó sưng lên luôn rồi bạn ơi. Mấy bạn nhớ hãy like, chia sẻ video này ủng hộ cho Phong nhiều nha, chứ mắt Phong sưng to quá mọi người ơi. Ok, thì đây nè, đầu tiên thì xin giới thiệu mọi người, đây chính là nhà của Phong. Dữ vậy trời đất ơi, ước mơ của tôi là được ở trong căn nhà siêu to khổng lồ phải không? Trời đất ơi, mừng quá. Đúng rồi. Nhà của tôi là phải to nhất trong làng luôn chứ. Đó nè, đây là có nhà của tôi với Sam nè. Đây. À đây. Quên, xin giới thiệu đây là bé Cam. Dễ thương quá à. Bé Cam rất là dễ thương, cute from my way trong game luôn. Còn trong game Mini World thì nhìn nó xấu lắm, còn trong game Minecraft thì nó dễ thương. Bé Cam tôi lúc nào chạy dễ thương. À, đau quá. Vô đây. Mệt quá. Còn trong đây là nhà của Phong nè, mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Đây trời ơi. Đây chính là cái thùng rương. Đó, trong đây là đựng rất nhiều đồ của Phong trong đây luôn. Tôi nhớ là cái trong cái chỗ này là toilet mà ta, tại sao là trong phòng rương vậy? Sai rồi. Tôi thích được không? Trong game này tôi thích, trong game Minecraft tôi thích đổi thành phòng rương được không? Tôi không thích toilet nữa. Ok, rồi qua đây. Chỗ này là cái bàn để ăn trái cây. Đó, bàn để ngồi ăn. Đúng rồi. Rồi mình ăn uống nè. Đấy. Sao bây giờ ngồi dậy sao với trái cây được? Trời ơi, trời ơi, ngồi hết dữ vậy. Thì bây giờ mình ngồi vậy nè, xong khi nào mình ăn trái cây thì mình chạy lên mình lụm, xong mình xuống đây mình ngồi tiếp. Trời ơi là trời. Đấy, ok. Rồi tiếp theo nữa nè, lên đây, lên trên lầu tôi cho coi cái này hay nè. Đẹp quá. Ở trên lầu nha, là có thêm cả giường ngủ của tôi nè, thấy không? Màu xanh nè. Trời ơi, dài dữ vậy ông nội. Trời ơi. Trời ơi, dài dữ vậy. Cái nhà nó bự thì cái giường nó cũng bự, Sim hiểu không? Trời ơi. Rồi bên đây nè, bên đây là vàng PC của tôi. Đang chơi Minecraft. Ui xin nhớ,
còn mấy chơi game nè, Taylor Swift nè, đúng không? Đúng rồi, Sammy, 11 Sammy vào đây, Sammy cũng xây cho sao một dàn PC đi nha. Được rồi, tôi tự xây hả? Nó okay. Có nhà tôi tự xây được rồi. Đó, còn bên đây quá. Nè, bên đây là coi thấy không, Phong đang vẽ tranh nè. Phong đang đứng ngắm cảnh, Phong vẽ tranh. Vẽ tranh được luôn, ghê vậy sao? Phong đẹp giỏi mà, Phong giỏi ghê luôn á, Phong biết vẽ tranh mà. Đấy, còn bên đây là chỗ để Phong ca hát nè. Đấy, hay trao cho anh, hay trao cho anh, hay trao cho anh. Được rồi, review Phong tiếp đi má. Ok, tôi hát vậy thôi, cái gì đâu ghê vậy. Rồi ok, bây giờ nè bạn, mình sẽ cho bạn xem coi thêm những điều review đẹp ghê ta. Những điều cực kỳ thú vị ở trong game này. Đây, qua đây, qua đây. Đây, đang tới, bình tĩnh. Nhanh lên bạn. To quá, trời ơi, đi không mỏi chân mỏi giò luôn á nè. Qua đây, đóng cửa lại, không thôi ăn trộm, do ăn trộm vàng PC trăm củ của tôi sao. Rồi, ok, bye bye Cam nha, bây giờ mình qua nhà tiếp theo nè. À quên, khoan, tôi quên khoe mọi người là ở nhà tôi có nguyên cái hồ bơi có chứa quá trời cá heo luôn. Cái gì mà ghê dữ vậy trời, cái gì mà cá mập cá heo tùm lum ghê, cái gì mà ghê. Trời ơi, đừng có làm cái đây. Mấy người này không biết gì hết trơn, đây là những bạn cá con là fan của tôi á, ghê gì mà ghê. Vô nhanh quá. Hello mấy bạn nha. Ok rồi, qua đây nữa nè. Tiếp theo nữa là một cái căn nhà rất là quen thuộc với những bạn nào mà có coi bộ ba bá đạo và tứ trụ luôn. Đó chính là nhà của Mr. Dịch. Đây, nhà anh Dịch to lắm nha. To là to, bự là bự. Mặt cũng xây được luôn hả, dữ hả. Đúng rồi, nhà anh Dịch màu vàng nè, không? Tôi xây màu vàng đàng hoàng luôn. Ê, đừng vô nhà xem, trong nhà không có gì đâu. À ok, tôi vô quay nó có rộng không thôi mà. Ừ, trong đó nó có mà. Rồi, tiếp theo nhà này, nhà của ai chắc chắn là Simi sẽ đoán được. Trong đó nhà của tôi nè mọi người. Ủa, ông có xây cả tiệm bánh của tôi luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, mấy bạn ơi, bạn thấy không? Phong rất là gọi là công bằng luôn. Phong xây nhà của Phong đẹp thì xây nhà của mọi người cũng phải đẹp, hiểu không? Đó, nhất là nhà Sim nè. Mọi người coi nè, nhà Sim y hệt như trong nhà, trong mini world luôn bạn ơi. Đó, nhà Minecraft y hệt nhà mini world luôn. Mà khoan, Sim biết có điều đặc biệt không? Đặc biệt là gì vậy? Quay, có bé mưa luôn nè. Ủa, giờ bé mưa quá à, hello. À mà khoan, được quá à. Ở trong Minecraft các bạn, các bạn biết không? Trong Minecraft có một số những cái trò tròn khá là vui. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, bạn coi nè. Ở trong này mình đã có chuẩn bị một cái cây gậy, có tên là gậy hóa đá. Đó, bạn biết làm gì không? Hóa đá bé mưa luôn. Gì đâu? Ủa sao không được ta? Xem ơi, kêu bé mưa đứng dậy coi. Tết. Bum. Rồi xong luôn. Ủa? Oh, no. Bé mưa. Bé không làm gì vậy? Trời ơi. Mấy bạn thấy gì không? Bé mưa đã bị biến thành cục đá các bạn ơi. Đó. Khóc cái nè. Ủa khóc gì bé mưa bình thường rồi nè. Wait a minute. Có dùng ảo thuật ha. Thôi tôi giỡn mà thôi, giờ mình dẫn bé mưa theo đi. Qua đây. Ok. Đấy, bạn thấy không? Trong Minecraft có nhất rất là nhiều thứ rất khá là vui để chúng ta có thể quay video luôn bạn ơi. À bên đây nè, bên đây ngoài nhà Simmy ra còn có nhà của Timmy nữa. Có nhà của Timmy, chỗ sao nhà Timmy bự dữ vậy? Trời sao bự hơn nhà mình không vậy? Trời nhà gì bự như nhà bảo tàng vậy? Tính ra mấy bạn là nhà ở trong mini world nó nhỏ bao nhiêu thì nhà trong Minecraft bự bấy nhiêu bạn ạ. À? Bự cực kỳ bự luôn ấy. Người ta là có giếng thần mà này là giếng gì vậy Phong? À cái này là cái hố lava dùng để quăng mấy con trâu dưới. Giỡn xíu. Ok rồi. Tiếp theo nữa là cái nhà màu đen này, cái nhà đẹp nhất trong làng rồi. Chắc trời các bạn ơi. Mấy bạn thấy nhà màu đen luôn. Mấy bạn thấy nhà màu đen chắc mấy bạn cũng biết nhà của ai đúng không? Đấy, xin giới thiệu bạn, đây là nhà của anh Siro. Trời ơi. Ơi, cái bà kia nhà của Siro phải nhà của bà đâu mà chạy vô nhà ta vậy? Cháu ơi, xám của tôi mà. Em ở nhà là có bị bơi nè, chứ có bị bơi hay sao không? Đi ra ngoài nhanh lên, cái nhà này chưa được trang trí gì hết trơn á. Ra ngoài đi. Ok, rồi, Sim ra qua đây. Ngoài. Quay Sim. Ok. Sim biết nhà này của ai không? Ê, hình như là Sam ơi, em thấy cái nhà nó hơi kỳ hả sao? Dạ mẹ. Nhà này đẹp mà. Ủa sao cái nhà nó bị pha gì lạ nhờ? Nó tôi thấy bé mưa chạy qua chạy lại hoài cho nên tôi bực quá, tôi biến cho bé mưa biến thành cục đá, cho bé mưa đứng im chỗ. Ok, đặt nè, rồi coi hóa giải rồi. Ok. Ok. Đây, tiếp theo nữa bạn ơi, xin giới thiệu bạn, đây chính là nhà của chị Camu nha. Nhưng mà nhà
Mui sao phình to dữ vậy Phong? Trời sao mập mạp dữ à? Thì bà ca Mui bả mập mà, cho nên phải nhà xây nhà mà mập xíu hơn. What? Đâu ra Mui, ủa Mui có mấy bậy mà Mui bảo vậy mà Mui đâu có mập à, đâu. Ok ok. Ok bạn ơi, thì như bạn đã thấy á là trong cái làng Hero Team phiên bản Minecraft này á là có tất cả nhà của tất cả mọi người luôn đó. Wow. Nhưng mà có điều là mấy cái nhà này chưa được trang trí gì hết trơn á, tại vì là mình để cho gọi là anh em Hero Team tự trang trí. Còn mình không trang trí giùm đâu, rảnh sao tự nhiên trang trí giùm đúng không các bạn? Đấy. Trời ơi. Ủa, trời. Luôn. Bởi vậy cho nên là mấy bạn nhớ, à quên từ còn này nè, mày thấy có ở giữa chỗ này có gì không? Có nguyên cái đài phun nước y hệt như mini world. Thích dễ sợ. Ok bạn ơi, thì mấy bạn thấy công sức của Phong 5 tiếng đồng hồ Phong xây Minecraft nữa mà sưng con mắt lên luôn, các bạn thấy Phong mà mắt Phong to đùng luôn rồi, thấy không? Hả? Nhớ like ủng hộ Phong nha mọi người, thương mấy bạn lắm á. Mấy bạn nhớ là hãy nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho Phong để gọi là cảm ơn, để coi như là công sức của Phong đã xây dựng ngôi làng Hero Team trong Minecraft nha bạn nha. Còn bây giờ thì Phong nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi, Phong nghĩ Phong sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của Phong. Cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của mẹ Simmy, Sammy và tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.